Từ trước đến nay, những bộ phim hành động thuộc đề tài trộm cướp luôn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ của người đàn ông. Nhưng trong Widows, tự việt hóa là khi các quả phụ hành động, những người vợ chân yếu tay mềm buộc phải hóa thành đả nữ để tự bảo vệ mình khi chồng qua đời sau một phi vụ bất thành. Nhóm cướp các ông chồng đã kịp giấu một số tiền lớn trước khi bị cảnh sát bắn chết. Husbands aren't coming back. We're on our own. Không chỉ đối mặt với nỗi đau mất chồng, bốn quả phụ còn bị các điều tra viên bủa vây tứ phía. Đây là lúc họ bắt đầu phát hiện ra những âm mưu ngầm to lớn liên quan đến cái chết của chồng mình. Từ đây, bốn người phụ nữ quyết định hợp lực tiếp tục băng cướp để bảo vệ gia đình mình. Ngoài ra, bộ phim còn là cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa những bà nội trợ với những tay chính trị gia quan liêu hay nhóm cảnh sát tham nhũng. Băng cướp giờ đây không hẳn chỉ là những kẻ xấu. Liệu ai bạn, ai thù, ai là người đáng tin tưởng? Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những phút lắng động bởi tình cảm vợ chồng, gia đình qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực. Widows do Steven McQueen, người đứng sau tượng vàng Oscar 12 năm nô lệ cầm trịch. Đồng biên kịch với ông là Gillian Flynn, nữ tác giả của tiểu thuyết Gone Girl cũng như bộ phim đình đám cùng tên. Khi các quả phụ hành động dự kiến khởi chiếu vào ngày 7 tháng 12 2018 tại các cụm rạp trên toàn quốc.